Mình xin chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em đi cắm câu các bạn ơi. Cắm câu cá lóc các bạn. Cắm bằng mồi nhái nha các bạn. Đây mình ra cái bờ kinh sau đó các bạn. Lúa lên cao hết á các bạn. Mau cấp kỳ không? Đây mấy anh em tới chỗ cắm hả các bạn. Kinh này đợt trước mình có cắm lần hả các bạn. Đây sau nhà mình. Nhà trong đó các bạn. Mấy anh em lội ra đây. Cái này nước trong thấy cái mồi im á. Cho nó bờ cao. Không lội tuốt trước luôn đi không? Anh mày lên tới tới cậu không? Cậu gần tới cậu đi anh không? Nước cũng đang lững lững à. Này mấy anh em đem theo 100 cần các bạn. Nhưng mà chắc không đủ nhái quá. Nhái bắt hai bữa bỏ nó chết rồi. Giờ để mấy anh em đi cắm các bạn. Cắm hết coi được nhiêu cần. Rồi tối mấy anh em đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Lý Thông lội tuốt trên đó cắm rồi. Đang nhiều cần đây cắm dài lên tới trên đó rồi Lý Thông cắm nối tới luôn các bạn. Mình chào các bạn nha. Giờ này cũng gần 8 giờ các bạn ơi. Mấy anh em đi thăm mấy câu cắm của mình hồi chiều các bạn. Đây, tới cần đầu tiên. Nước như sửng lớn gì á. Chỗ này bù hông quá. Càng dịp dịp nữa cá ăn nhờ nhá nhảy cũng la lên rồi con mồi luôn thịt con mồi đâu đây quá bù hông rồi bù hông rồi mũi nữa. Xả phân bu vô đây quá ha.
Tâm ha. Lóc giờ buồn ngủ luôn. Cái lóc hả? Chú mỏ. Treo mỏ à? Treo mỏ. Chết luôn cái gì rồi? Mỏ chết chết chứ. Cá treo mỏ là chết rồi. Cưng. Nãy giờ mười mấy cần. Mười mấy cần dính được con cá chết. Mới chết rồi, từ gói. Vậy chứ nãy giờ mình cắm chị giờ 2 tiếng mấy đồng hồ nhiêu? Chứ cái này mà ngập lúc xuống cho cũng bị ốc ăn à. Cá treo mỏ chết rồi. Đi mấy luôn. Gì quay đùng đùng gì. Cái đều có cần nó gì nè. Để chừng dính nha. Ôi trời ơi, cái lóc nó bị gan cái lóc nữa. Lóc nữa hả? Ôi có dính là được rồi. Nó nghe quậy đùng đùng quá kìa. Lấy cái lấy cái. Bự không? Bự không? Đó. Đợi cái ngủ. Bự hơn cái nãy, nó bằng cái nãy với bự hơn chút xíu. Chín người với nhau. Được, bự hơn. Bự hơn được. Im. Gỡ bên đây bên kia nghe quậy đùng đùng. Đó, tới hồi dính liên khúc chiều mưa đó anh núi ơi. Liên khúc chiều mưa đó. Nãy giờ mười mấy cần rồi. Bằng bằng con này ha. Bự hơn chút. Bự hơn chút. Nó dính là mình ngồi đi cây. Nãy giờ muốn buồn ngủ luôn. Dính được là ok rồi. Nước giật. Còn nhái luôn gì đó phải không? Còn nhái. Hiểu hiểu lục bình đó. Chị bình kia. Hết nó nhảy. Còn nhái luôn hả? Cái cầu khỉ tình yêu luôn. Rồi, còn ngồi luôn. Giữ cái còn nhái mà còn ngồi lại. Hai con cái đứng luôn. Hai con cái đứng luôn, kêu thế này. Chắc con cặp đó người ta đi hẹn hò ở nhau thì đó. Nó vô đó gặp nhái nhưng gặp có mồi lụm luôn. Còn mồi những cái mồi này ngủ rồi. Mồi chết rồi. Cái gì mà chồng không tí, có cái chuyện không? Nhà chồng tí nước hàng ngày đi. Không có hả? Dòm dòm nhái thôi ơi, dòm bắt nhái. Đây nè con này thông. Tới dưới mé đó. Đó, rồi. Đó 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 còn trong cái lùm đó. Sáng trăng là phải bắt kỹ mới bắt dính nó chứ. Chịch cái này nhảy rồi. Nó là phải lẹ tay. Sáng trăng nó thấy mình. Chủm chủm trước rồi đó. Nè. Nhảy chủm chủm rồi hả? Gì? Không hết. Không hết luôn. Nhảy chủm chủm. Hết hả? Nhảy hết trời. Con quệt rồi. Chứ không thả lính ra nữa rồi. Muốn xỉu cái gì vậy? Xỉu rồi. Xỉu rồi. Ngủ rồi. Rồi nước trào ra kìa. No nước rồi đem đi trắng nước.
xỉu luôn vậy, xỉu luôn. Còn muốn tỉnh là cấp cứu nữa đi. Bỏ đang hại tỉnh rồi. Tôi đang cứu đệ tử Lý Thông đó nha. Rồi Lý Thông nữa rồi. Cái gì? Lý Thông hoài vậy? Tiếp tục Lý Thông. Rồi. Một một chú quệt nữa các bạn ơi. Lý Thông nhảy quá, nhảy rồi. Đường này lần nào cấm cũng có đóng hết á. Lý Thông lần trước như dính 700 con vậy đó. Rồi. Nãy giờ đi nhảy cụm cụm cụm. Hay lắm, hay lắm. Dính Lý Thông thả đi ngoài tầm bạ. Anh vậy anh cắm đầu anh với cho nó ăn nó dính rồi chơi. Chứ dạ, chứ dạ không có cá lóc. Không có lóc thì cắm cái mớt thì sao giờ. Còn giống như cái con mồi. Rồi rồi, chà bá luôn, chà bá luôn. Cái gì? Chà bá luôn. Cái gì? Lý Thông tiếp tục. Ếch nữa hả? Ếch. Mạnh kia luôn. Lý Thông là chà bá tưởng đâu phản cá lóc rồi chứ. Sư đệ quấn quá vậy, quấn quải sư đệ quá. Con này bự nha, bự lúc mất tiêu cái lử luôn rồi. Lúc tới đâu rồi? Ếch dễ lắm, lôi cái loại bò tử ra. Rồi, chị đại này chắc xong rồi. Không xong rồi. Chị đại này nó nuốt sâu quá, sâu rồi. Lắc lắc cái loại bò tử ra. Chả nó móc đi không? Móc trong thịt. Miệng nó bự mà. Xong chị đại luôn. Ăn cái gì mà ác nha, ăn gì quá thì ăn vậy mới ăn luôn cái lưỡi câu tốt trong miệng. Ham ăn quá hả? Ham ăn quá. Đát quá cộm. Tới luôn, cho Lý Thông nó gửi đệ tử nó đi. Đệ tử nó ham ăn quá. Còn mời luôn. Phèn mày chạy vậy sao người ta kính nhái phèn. Còn mồi luôn. Đó con này nhỏ. Phèn nó chụp nhái nè. Chết dễ gì sống. Chết thì nướng. Phèn ơi chết kìa. Trời ơi. Nhảy ra đâu quanh đây vậy ông. Kìa kìa. Sướng các bạn ơi. Lúc cần dẻo cần luôn rồi. Từ bên đó mà nó nhảy qua tới bên cái cống bên đây, nó nằm bên đây luôn. Chà bá luôn. Nó đã đó. Ồ sướng nha. Từ cái đen đẩy trời đẩy con thôi. Ê ê ê hả bạn ơi, quá sướng, quá sướng. Thử tè tường cá nhái luôn. Sướng 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 em vô. Cá bự rồi đó, dằn thùng rồi đó. Vậy mới sướng nha. Vậy cá con hoài. Để dính đệ tử Lý Thông quá. 300 gram. Con đệ tử tham ăn quá. Nhảy ngay qua ngang bọng luôn. Chết trống luôn. Bay qua ngang bọng. Mang mình kia nhảy qua anh đây. Dễ quá dễ mà. Con lấy, ba chú. Bốn đi không nhỉ? Ba đi không? Ba. Con mồi. Con mồi. Ba chưa. Chúng ta cần ba đi thông nhỉ. Tập
quá. Rồi, đụm nữa ơi. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng. Đúng không? Chè mỏ rồi, chè mỏ. Chè mỏ rồi. Rồi. Con này chắc sắp đi luôn quá. Thấy giống nó ngủ rồi nè. Chưa. Còn. Chưa chưa. Đừng đưa, đừng đưa. Sắp sửa. Có xì tim rồi kìa, xì tim rồi kìa. Đừng đưa, đừng đưa. Sắp sửa. Gần đi rồi. Đừng đưa, đừng đưa. Đừng đưa, đừng đưa. Đuối rồi, đuối rồi. Đuối người rồi. Đang cứu nó, cô đang cứu nó. Cứu nó, cứu, cứu. Thổi, thổi hồ nó. Thổi thở nó chết luôn. Đây còn đang chuẩn bị hôi hớp, thổi cái chết luôn. Nó luôn rồi, thổi cái nó xin luôn rồi. Xỉu luôn. Thổi cái bỏ lồng nãy vậy không? Mấy gót rồi ta? Bốn nè. Bốn rồi. Bốn cái lóc rồi, ba con ếch hả? Đêm ha. Đúng rồi. Kiếm ăn được. Bốn trụ lọc. Lo gì em mà ngủ thì chắc khó. Ừ, thằng nó chạy vậy đó. Chạy vậy con nhái nào nó dám ở. Chạy trước nó quậy mấy nhái nhảy hết rồi. Con mồi. Để nhái kìa. Đó. Đó ha. Đó nghe đèn nè. Lẹ mới được. Trời ơi, giờ mày chờ cái gì nữa mà không chịu chơi. Vậy chứ cái gì nữa. Trời trời kế bên thì núi, trời kế bên thì trời sáng chằng mà không phải. Lượm nó ơi, lượm nó ơi, lượm nó ơi. Rồi 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 rồi, rồi một em đang xì tim che mỏ mà. Xì tim che mỏ nè. Thì bọt mép. Nước rồng quá bạn ơi, chiều mình cắm nước lửng lửng giờ nó rồng. Xì tim. Che mỏ muốn chết rồi. Được, không được bạn cá kia. Này nó còn sống nè. Sống, sống. Còn lắc đuôi, lắc đuôi. Rồi mình hỏi cái giống anh hai cái nữa là con này nằm luôn. Anh dãy cái cốc càng ông dây lên nè. Thôi khỏi cái nó đi luôn á. Con hấp, con hấp đó. Còn chú à. Mồi không bự thì bắt cá gì vậy nhỏ. Mồi bự thì bắt cá bự. Chưa lóc. Xích xéo xéo anh kia chứ. Nghe ông bụng nó nhảy qua anh đây nữa à. Chân rồi. Đi trước mới nhát trốn chưa. Sao bạn? Sao đi? Ừ. Nè, chồng mơ. Tiếp tục là mồi con. Đây này. Đi giả quá rồi. Còn mồi tiếp tục. Nhờ nước rồng nó coi nhái còn sống. Nó có lắng ngập chết. Rồi từng này lúc rồi. Lúc không lúc còn lên. Lúc không? Lúc rồi, lúc rồi. Cái đầu còn ướt kìa. Lúc này. Lọt ướt hai. Bây giờ. Còn ướt rồi. Thấy đi quá. Rồi còn lưỡi. Sao? Còn lưỡi không luôn. Cái này chắc mới xảy hả bạn ơi. Thấy cái đọt thằng câu còn ướt nè. Ừ. Ừ. Lọt ướt kìa bạn. Cái chừng lính đi thông lại ăn. Lính đi thông ăn chuột thì. Rồi hết mồi. Hết mồi hả? Rồi. Đi nữa. Lính thông. Lính thông nữa hả? Lính thông.
Bữa không, bữa không? Sống được. Đệ tử đi thăm này sư phụ. Đệ tử, đệ tử. Nãy gỡ con nút cái lửa tuốt cho mình, gỡ khó quá. Lý thông tiếp tục. Lý thông. Anh còn cắm câu đây là nín của em nó còn ăn dài dài. Học xanh đâu không dính. Lý thông. Ít nhiều á đường này. Bước con này. Tay vô mắt. Rồi. Lý thông tiếp tục. Gì ít nữa hả? Lý thông em quay vô này. Ừ. Lý Thông ơi, Lý Thông. Anh nói cẩn thận nha, mất đi đường này là phải hỏi em nha. Để tới quá trời lính nha. Lính đường thả dọc đường nó nhiều lắm đó. Lý Thông. Ý là ông bắt hết một số ở đâu giờ còn nữa rồi. Lý Thông quá à. Thả lính tùm lum đó. Quá ít rồi. Nãy giờ 5 con ít hả? 5 ít, 5 cá lóc chưa ta? Đồng quá. Đang đua với nhau đó. Kịp tính nha, quá kịp tính nè. Kiếm nhái nha, gần hết nhái rồi nha. Ui, cần này lúc gì rồi. Nữa? Cần nó quéo. Quéo không? Quéo rồi, quéo cần này. Quéo cần này. Lúc dưới rồi, sao thấy im ru rồi. Ờ cái này nó thấy cái mồi rồi, không im rồi. Ờ tôi chừng nó dính dưới đó. Một thằng dây như, thằng tưng à, dây thằng tưng à. Thằng tưng à, thấy cái đọt cũng chưa ướt. Đọc chứ. Tay chứ. Còn. Còn không? Còn từ từ nữa thôi. Cá lóc hả? Được không? Cá lóc. Ồ, cá lóc bự luôn rồi, chết rồi. Nhắc rồi. Trời ơi, quá uổng luôn. Dính với cây. Trời ơi, nó quấn dưới kìa. Giờ giờ mấy cái cây nó ra, giục mấy cây nó ra luôn. Ồ, cá bự chết uổng các bạn ơi. Cá chà bá luôn. Ờ, nó xe ở dưới đó luôn. Dưới đứa cây nhiều quá. Lùa lùa cái cây dưới đó cho nó ra bước. Cây tôi dính con tay luôn. Lỡ đứng đó luôn đi. Ờ, cá bự uổng các bạn ơi. Ờ, cá quá chịu uổng. Vô, phải vô. Chạy vô. Dẹt cho đó ra. Chạy vô. Nước chết. Nè. Rồi, tới luôn. Chết thì sẽ khô. Con bự chết. Ủa. Hết mồi hả? Nhìn không thấy mồi. Kiếm nhái à. Rồi, lúc cần đen ơi, lúc cần. Rồi con ếch nữa rồi. Trời ơi, treo giò. Rồi gỡ luôn Thông ơi. Quá trời lính lấy hồng à. Rồi mới dính cá lóc cái dính ếch nữa ta, đang đua với nhau kịch tính quá vậy. Nút lửa nó hay gì vậy? Chưa nút. Chưa sao? Cái này không được rồi nha. Con ếch này cũng dữ lắm mà. Chờ xem kết quả cuối cùng coi. Bên nào dính nhiều. Đang tranh đua. Ếch với cá lóc. Cái quấn vô đó luôn. Không sảy rồi, banh nhái luôn. Dính vô cây luôn. Chỗ đó cây quá à. Lùa nó ra bớt mới được. Kiếm thêm nhái mới được. Rồi nhái này không lên, sửa nhái này lại. Kế bên đây có con nhái luôn, chụp nhái này luôn nè. Chụp nhái này để Thông ơi. Đó thấy không? Thấy. À.
rồi sửa cái cần nó luôn, cao quá. Nước nó giật á. Bởi vì mấy con cá nãy giờ treo mỏ nó chết. Rồi, lụm. Lụm gì? Cá lóc. Cá lóc hả? Đâu? Nha. Ừ. Nằm trong cái hang á. Lóc tí rồi nè. Năm con này cũng 150 ra mà ơi. Ừ. Cũng ok rồi. Cá cái này sao cá là... có lớn có nhỏ chứ. Đâu lớn hoài vậy? Lục ký, lục ký vô. Dính là mừng rồi. Hên hên lại nó chưa chưa gỡ ra lử. Chưa gỡ lử. Rồi vậy là 6 con cá lóc rồi phải không? 7 rồi. 7 lắm rồi. 7 con cá lóc 7 rồi. 7 cá lóc thì chết 3 con. 7 cá lóc thì sao? Cho mệt, cho bỏ vô không? Trời, cho bỏ thì nó. Không nó hay vậy nè. Không. Rồi, đi. Đây là cá lóc vượt qua mặt ếch rồi phải không? Vượt rồi. Vượt tiêu rồi. Giờ ếch mấy sáu hả? Ờ. Nhớ rồi. Sửa lại. Nhái lên đúng rồi. Rồi. Nhái lên không? Nhảy rồi. Nhảy ba tít. Nhiều chỗ cả giống như người dọn xe. Nhái nhảy lên cây sậy rồi. Đó nó còn sống nó nhảy lên cây sậy. Ngồi thì cây chạy. Vỏ má chạy á. Nó chạy đưa văng lên đó. Đâu? Lúc cần hả? Còn. Rồi lúc cần, lúc cần. Lúc cần. Không biết còn không? Coi Lý Thông ơi. Mập xấu hả? Ướt đọt luôn kìa. Chắc còn dính dưới á. Chắc chết luôn. Còn không? Còn. Còn sống luôn hả? Còn sống luôn hả? Không. Vô. Nhìn. Còn. Chừng cá bự nha không? Bắn đâu tùm lum tà ra chứ. Ôi. Nhỏ đem lên luôn chứ anh. Bắn tùm lum la chứ. Cũng được. Cái này là ngon lành nè, còn gì nữa? Được. Ồ, quá ha. Còn mấy cành nữa rồi hả? Ờ, nuốt lưỡi luôn. Nó ấy qua chứ dễ gì nuốt lưỡi. À, đây, nằm bên hông. Màu sống mà nuốt lưỡi. Còn mấy cần nữa hết rồi. Mấy cần nữa à. Cả luôn. Cải anh. Thăm kiểu này phải thăm hoài tới sáng còn cần hoài ha. Hết mọi luôn. Cần hoài không chán cái nặng thùng rồi đó. Ừ. Cứ lội tới đâu rồi có cần tới đó thăm hoài tới. Đây không có cần hả? Rồi, nhái này hỏng rồi. Sửa nhái nó lại. Rồi còn hai ba cần gì nữa hết rồi đó các bạn. Đó. Hết nhảy. Rồi, nhái này giả xác rồi. Rồi nhái này bị táp banh rồi. Ừ. Ôi, cần này hết luôn rồi các bạn ơi. Cần này nhái banh này thay nhái này luôn. Rồi vậy là hết luôn rồi các bạn. Mình cũng được cả 7 con, 8 con cá lóc vậy nha. Cá
năm sáu con ếch vậy. Đây, về nhà mình đổ ra luôn các bạn ơi. Ếch bữa nay không bằng nơi bà thấm. Ừ. 5 ếch. Con lớn. Thôi, giờ mấy anh em lội về thôi. Mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Giờ mình đổ cá ra các bạn. Cá ra đây ở trong đó còn ếch. Có con cá bự chết. Ủ. Bắn chung với cày ngắt đi. Quá trời cây. Cái này cá cứng nhiều á. Sao? Ừ, cái này cá cứng không? Rồi, tụi con cá bự. Tụi con cá bự. Hai con là chết con rồi. Sống. 2, 4, 6, 8. 6 con quạt. 6 con quạt à? 8 con cá lóc. 6 con ếch. 14 con. Thành quả buổi đi thăm câu của mấy anh em các bạn. Được 8 cá lóc các bạn ơi. Với 6 con ếch. Giờ mấy cái này mình rộng lại các bạn ơi. Tối ngày mấy anh em cũng đuối mệt nè. Nguyên ngày nay đi tắt rìa bắt cá về lâm hết bạn ơi. Nó hơi bị đuối rồi. Về mình sẽ kết thúc cái video phần 1 ở đây các bạn. Thì buổi sáng, phần 2 buổi sáng mình sẽ đi tiếp tục đi thăm câu. Mình sẽ làm cái phần 2 gửi đến các bạn sau. Sáng mai mình sẽ làm món mấy anh em làm xương xương luôn các bạn ơi. Giờ hơi bị đuối rồi. Bây giờ chắc bữa nay nghỉ sớm thôi bạn. Giờ cá này mình rộng lại, con nào chết thì mình bỏ tủ lạnh nè. Mấy giờ, con cá lóc đó thì rộng lại. Giờ là mắt chụp mi à. Ừ. Thôi, giờ xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 vào ngày mai nha các bạn. Sáng mấy anh em đi thăm thì mình tiếp tục quay, mình làm cái phần 2 gửi đến các bạn sau. Mấy cái này giờ rộng lại. Do you want to sell?